Xin chào tất cả mọi người. Và đồng thời xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HT7. Ngày hôm nay, những món ăn ngon đang chờ đón quý vị, những công thức chế biến, đặc biệt là những tình cảm mà những fan hâm mộ dành cho thần tượng của họ. Nghệ sĩ ngày hôm nay là một cô gái rất xinh đẹp, rất tài năng và là một gương mặt rất quen thuộc của rất nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Ai đây quý vị chờ đón xem nhé. Và đây, giới thiệu với quý vị sự xuất hiện của diễn viên Kiều Ngân. Dạ, mời Ngân ngồi. Dạ, em mời anh. Ngân hôm nay xinh đẹp quá. Hôm nay em sẽ thùy mị. Thùy mị nha. Kiều Ngân nè, là một diễn viên càng ngày càng nổi tiếng hơn rồi. Nhưng mà với thế hệ 8X như bạn, làm sao giữ được cái vóc dáng giống như những bé 2 năm 2000 vậy? Trời ơi, 2000 luôn hả? Ừ, 2000 luôn. Ngại ngùng quá. Đầu tiên thì em xin chào anh Hoàng Rapper, chào quý vị khán giả của chương trình là Khẩu vị ngôi sao. Dạ, thật ra thì em cũng không có bí quyết gì hết. Nhất là đầu tiên thì em nghĩ là ai cũng giống như mình thôi, là phải tập thể dục ít nhất là một tuần 3 buổi. Cái thứ hai là càng ngày thì em càng ăn nhạt lại, với lại một phần nữa mà dốc dáng được như vậy thì chắc là trời phú nè. Trời phú nè. Dạ ừ. Như vậy thì ngày hôm nay chờ đón xem với sự chia sẻ này của bạn thì hai bạn fan hâm mộ có nấu ăn đúng với khẩu vị mà bạn mong muốn hay không nhé. Dạ. Nhưng mà trước tiên thì không biết ngày hôm nay muốn order hai món ăn nào, xin mời bạn hãy đặt hàng đi, nhà hàng chúng tôi phục vụ hết. Em ghi rồi hả? Rồi, xin mời Kiều Ngân nha. Kiều Ngân viết ra giấy hai món ăn. Vậy dạ rồi. Có khi bữa nay ăn rau củ. Không không, một món này em nghĩ là rất khó luôn á. Rồi, xin mời em up hai tờ giấy đã đặt hàng món ăn ngày hôm nay để chờ đón xem những chàng trai ngày hôm nay nấu ăn cho em ngon không nha. Dạ. Đó, thần tượng là nữ thì phải có hai fan, một là nam chứ. Và bây giờ bạn Rapper sẽ mở cửa mời hai bạn đó vào. Chờ xíu nha. Và bây giờ xin mời Kiều Ngân chào đón sự xuất hiện của Chí Thanh và Hoàng Thịnh. Xin mời. Chào hai bạn. Chào chị. Trời ơi, đẹp trai đúng không ạ? Dạ rồi, xin mời đàn gái, đàn trai ngồi. Dạ. Chà, thấy fan sao? Mấy bạn trẻ quá. Nè, bây giờ chúng ta giới thiệu về bản thân mình để cho Kiều Ngân hiểu rõ hơn nào. Mời bạn. Mình là Hoàng Thịnh, hiện tại thì mình đang là sinh viên trường đại học sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. À, vậy là chung trường. Chung trường, đồng môn. Vậy bạn Thịnh ấn tượng về Kiều Ngân như thế nào nào? Dạ, em ấn tượng là chỉ có một cái vô tình em có xem, đi xem chị diễn mấy lần thì chỉ có một cái khi mà chị đóng dây hiền thì rất là hiền, nhưng mà em rất là thích chị đóng những cái tiếng mà ác anh. Ác hả? Liếc cái ôi trời đó, ừ ra chắc mày ghẻ liền. Dạ. Anh ơi, cái không, cái đó là em coi xong em nổi da gà trên. Dạ, cái thần thái nó tốt lắm rồi. Dạ, ác lắm, người ta sống thật với mình đó. Dạ, nhưng mà thực sự ra những người tại chị Ngân lại có một cái nụ cười đẹp lắm. Đẹp, quá đẹp, không ai từ chối điều đó. Dạ, cảm ơn em. Rồi, mời. Dạ, bạn. Em tên là Nguyễn Chí Thanh, hiện đang là sinh viên năm nhất của trường đại học Tôn Đức Thắng, chuyên ngành của em là kiến trúc. Kiến trúc luôn. Dạ. Vậy khéo tài lắm em hả? Cũng bình thường anh. Hồi trước em thi vô trường là em phải thi những môn vẽ đúng không? Dạ đúng rồi anh, em vẽ tượng anh. Vẽ tượng luôn? Dạ. Chứ giờ nhìn chị Ngân vẽ được không cưng? Cũng được, nếu mà được chị anh ấy thích thì vẽ cho chị ấy. Đó, có thời gian nha, có thời gian mình tặng cho chị Ngân. Dạ. một tấm nha. Lo lắm, bởi vì ngồi đây thà con gái mình còn tin tưởng được, còn này hai bạn trai còn rất là trẻ, còn đang là sinh viên nữa, không biết tài năng nấu nướng làm sao thôi. Sao anh lại tin tưởng là con gái nấu được? Tại vì rất nhiều số chương trình rồi, con gái thường nấu. Kiều Ngân có khả năng nấu nướng đỉnh cao, đem cao mà theo cái xu hướng trên mạng là đỉnh cao. Em hiểu. Nên hai bạn cố gắng nha, bù trừ lại cho bạn Ngân nha. Để có thể tìm hiểu kỹ hơn về Ngân á, thì chúng ta sẽ vượt qua những thử thách nhỏ để giành quyền ưu tiên lật ra những ẩn số ở trên màn hình nha. Và bây giờ sẽ là câu hỏi mẹo đầu tiên. Đây là tên gọi của một loại thực phẩm dinh dưỡng. Rồi bây giờ hai bạn nghe gợi ý sau đây nha. Ngủ không phải hỏi, ly không gọi là ly, anh hãy nói đi, em tên là chi? Rồi 3, 2, 1. Xin mời, đáp án là ngũ cốc. Wow. Bạn Chí Thanh thì trả lời ngũ cốc. Bạn trưng dịch bơi trên biển hả? Dạ không, cái này tượng trưng. À không biết. Không phải luôn. Không. Dạ dấu ngã tượng trưng cho ngủ, còn cái này giống như cái cốc vậy thôi anh. À vậy ha. Em chơi tượng hình quá. Hình như bên đây lộn đáp án bên đây rồi, cái này là phải học kiến trúc nè đúng không? Nhưng mà có hơi trừu tượng tí. Đáp án nó chính là ngũ cốc. Và bây giờ Hoàng Rapper sẽ giải thích cụ thể một tí. Ngũ cốc là lườm 5 loại hạt khác nhau được dân gian và y học hiện đại nghiên cứu và khẳng định mang đến nhiều giá trị dinh dưỡng dành cho tất cả mọi người. Và 5 loại hạt thông dụng này đó chính là hạt mè, gạo nếp, gạo tẻ,
lúa mì và các loại đậu. Như vậy là với ngũ cốc này đã giúp cho bạn Chí Thanh có quyền chọn ô số. Rồi em chọn số mấy? Dạ số 1 ạ. Số 1, xin mời từ khóa số 1. Chưa từng sao thấu hiểu. Ủa từ khóa này có liên quan gì tới ẩm thực trời? Ngày xưa em không ăn cay được. Ngày xưa là một miếng em cũng không ăn được. Mà quan trọng là nhà em ai cũng ăn hết. Là khi nào mà nấu cho em á là phải nấu một phần riêng hết. Xong rồi mẹ em rất là tức. Tại vì mẹ em á là có một thói quen là phải tập cho con cái gì cũng biết hết. Đúng. Xong cứ mỗi ngày bỏ một ít. Mà nó rất cay anh, quan trọng là nó rất cay. Tại mình không biết ăn thì nó rất cay luôn. Mà bực không? Bực không? Đâu dám bực, em không dám bực. Tại vì mẹ nói em không dám bực. Mà cố nuốt. Mà tức một cái là mẹ em làm thì thôi đi. Thằng em nó thấy gì nó cũng làm theo. Nó cũng giếm ớt ở trong chén của em á. Xong rồi cho em ăn. Chỗ tức. Mà mọi người ăn cay rồi thì sẽ không hiểu được cái vị cay như thế nào. Tại vì người ta có thể là người ta nếm được cái vị đó. Còn em không ăn. Nên nó rất là cay. Bởi vậy chưa từng làm sao thấu hiểu được. Nhưng mà sau khi em ăn rồi thì từ từ tự nhiên sau giờ em ăn được. Mà em ăn rất cay luôn. Bây giờ mà không cay thì em ăn không được. Đó, như vậy là chúng ta đã hiểu được cái quá khứ ngày xưa và hiện tại của Kiều Ngân liên quan đến vị cay. Nên lát nữa mình có lỡ nêm cay cũng không sao, cô ấy ăn cay được rồi. Nhưng mà đừng có cay quá nha. Đừng cay quá nha. Cay thôi đừng cay quá. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai để giúp cho các bạn giành quyền trả lời và lật cái ô số còn lại. Gợi ý như sau: người ta hay nói em lật mặt, dù em nhất dạng chẳng đổi thay, lỡ mang một kiếp phận hai mặt, oan ức muôn đời nói ai hay. Em là cái gì vậy? Trời cớ. Bánh tráng. Quá dữ luôn, câu này dễ ha. Dạ đúng rồi, câu này em cũng đoán được. Hai bạn cùng trả lời đúng nên lần này là kết quả Huề. Và người lựa chọn ô số sẽ là Kiều Ngân. Em chọn ô số 3. Số 3 là số may mắn của em. Xin mời ẩn số nằm trong ô số 3. Từ khóa đó là đợi nhau kiếp sau cùng với huy hiệu thần bếp. Trời ơi. Ủa vậy là không ai được đúng không? Không ai được luôn, hên cho em á. Chứ mà được cái huy hiệu này ha, là người nấu ăn không phải là các bạn ấy, mà người nấu ăn là em. À vậy hả? Người ta có quyền yêu cầu em làm gì em làm đó. Hên. Quá, hên chuyện quá em ơi. Rồi, đợi nhau kiếp sau. Chà. Đợi nhau kiếp sau có nghĩa là vậy. Em rất là thích trồng cây luôn. Mấy cái loại mà trái cây gì mà em ăn được là em đều thích trồng hết. Chuối ở nhà trồng chuối vô. Em trồng chuối cho anh coi. Wow, thôi bữa nay không mặc đồ thể thao. À nè, dâu tây nè, xong rồi hả, cà chua nè, chuối cũng có luôn. Nói chung là em ăn nhiều trái cây lắm. Khó trồng lắm em, phải nhiệt độ giống như Đà Lạt mới trồng được nha. Dạ đúng rồi, thì đâu bao giờ em trồng được đâu, không bao giờ em trồng được hết. Ủa vậy hả? Dạ, hôm bữa các em thấy trên mạng là có dạy mấy cái clip mà trồng cây mà cho nó tiện ích sao ta. Vậy như là trái này trái kia phải không chị, nó gáp ra thủy canh thâm canh cái gì đó. Thủy canh hả? Trồng thủy canh rồi đó, rồi bỏ vô chai nước rồi đó. Chung là em cũng làm đầy ở nhà luôn. Xong rồi em bị chửi quá trời. Sao bị chửi? Tại vì nó không lên mà em bày đầy ở nhà hết. Em bày đầy hết luôn, xong rồi mẹ em phải dọn. Mẹ em dọn xong rồi mẹ em tức quá, mẹ em la. Trời ơi, giờ em trồng cây ớt là sống liền luôn em không ơi. Không luôn anh. Cây ớt là cây rất dễ sống đúng không? Chỉ cần thảy ra là nó sống không? Em trồng vẫn chết. Trời ghê thiệt. Xong rồi em chỉ có thể là em nói là thôi, kiếp này em sẽ không trồng cây nữa, em đợi kiếp sau em sẽ trồng lại. Cảm ơn em, đợi nhau kiếp sau nha em. Thôi bây giờ mình ráng vượt qua thử thách thứ ba nha. Thử thách thứ ba sẽ quyết định xem là bạn nào có quyền ưu tiên. Một là lựa chọn một trong hai món ăn mà Kiều Ngân đã đặt hàng sẵn. Hai là lựa chọn phần bếp bên trái hoặc bên phải đúng với cái hướng phong thủy của mình. Và bây giờ sẽ là thử thách thứ ba. Bạn nào làm tốt nhất thì bạn đó có quyền lật ô cuối cùng rồi lựa chọn luôn món ăn mà Kiều Ngân đã đặt hàng. Và thử thách này rất đơn giản. Tôi sẽ cung cấp cho hai bạn, mỗi bạn một trái cà chua cùng với một con dao. Mình cố gắng gọt cái vỏ cà chua làm sao có cái độ dài dài nhất có thể. Ai dài nhất người đó giành chiến thắng. Rất đơn giản. Rồi chờ xíu nha, tôi đem cà chua ra. Rồi, Thịnh Thanh chuẩn bị nha. Thời gian chỉ có 1 phút 30 giây thôi. 3, 2, 1, bắt đầu. Cẩn thận tay nha. Mấy bạn không chưa có nhiều kinh nghiệm thì cứ làm chậm chậm thôi. Mà quan trọng là sự khéo léo á. Thịnh thì thuận tay phải nè. Bạn Thanh thì thuận tay trái nè. Hai anh chàng này cũng rất là khéo tay nha. Lát nữa là tôi sẽ nhờ ban giám khảo là bạn Kiều Ngân, bạn đo xem cái nào dài nhất. Trời ơi, con trai mà khéo tay quá không? Quá khéo luôn á, dạ. bị ấn tượng mạnh và tiêu cực với cái vụ gọt vậy lắm. Em nghĩ là học kiến trúc á, nên sẽ có hoa tai sẽ làm được. À nhắc tới hoa tai, em có 10 hoa tai luôn á. 10 hoa tai luôn? Mà em không làm được gì hết. Ủa vậy hả, em không vẽ được luôn hả? Em... À để chân vậy thôi hả, 10 hoa tai để chân. Mẹ cũng nói chàng vậy. Thôi vậy là đứt rồi, giờ mình lấy cộng dài nhất nha. Lấy cộng dài nhất đi. 5. Em để lên dĩa đi. 4. 3. 2. 1. Hết giờ. Rồi. Xin mời đại hiệp dừng kiếm đi. Rồi dừng được rồi. Rồi để lên đi.
Rồi bây giờ mình đo nha. Hồi hộp quá. Ngân, em để cái của bên bạn Thanh qua bên đây. Căng nha. Em đó, em căng nó ra dài nhất có thể nha. Ừ, căng quá đừng đứt nha, đứt cái đền. Rồi bên đây là của bạn Thịnh nè. Tao thì phải có nâng niu đây. Ui chà. Yeah. Đây là của Thịnh nha. Ôi, anh ơi nó. Trời. Nó xem luôn kìa. Em nghĩ là bên đây vậy hơn tại thành bên đây cái tim luôn, thành trái tim luôn. Rồi, bây giờ chúng ta đo nha. Tại căng vì nè. Tại bây vì giờ bên đây sắp đứt rồi nên mà không căng được nữa. Em nghĩ là do bên đây cái độ cong của nó còn nhiều hơn nè. Đúng á. Bạn Chí Thanh đã giành chiến thắng rất là xíu sao, dài hơn chút xíu xíu rồi. Với từ khóa cuối cùng này, chờ đón xem là gì đây, xin mời. Cám dỗ, bến đổ. Ủa cám dỗ, bến đổ này gì liên quan tới đồ ăn? Ủa anh không có nghe một câu trên mạng hả? Không. Trong cuộc đời có muôn ngàn cám dỗ. Ờ. Em chỉ cần một bến đổ là ăn. Em chỉ cần là một bến đổ là ăn hả? Dạ đúng rồi. Chứ phải là ăn sao? Là ăn. Ủa vậy là bạn dễ ăn đúng không Ngân? Em kén ăn lắm. Có nghĩa là em vậy? Chỉ ăn một ăn số món. Ăn gì mình thích thôi. Dạ đúng rồi. Mà em ăn hoài cũng như là đồ ngọt nè, trái cây nè. Mà chiều 5 giờ là em bắt đầu em ăn đồ ngọt nha. Ăn hoài luôn. Đồ ngọt nó mông lung như một trò đùa vậy đó. Em nói cụ thể hơn đi. Bánh ngọt. Bánh nè. Nếu như mà ngọt quá thì em không ăn. Nó phải có hơi cái vị chua chua vô. Chua chua. Dạ. Bánh ngọt mà phải chua chua. Không, anh bánh khọt mà nó chua chua nó ngọt. Bánh ngọt. Chứ bánh khọt cái gì? Bánh khọt bánh rồi. Bánh ngọt mà chua chua. Vậy để mấy ngày cho nó chua lên bánh gì? Bánh bông lan nho anh. Bánh dâu à, đúng rồi, có mấy cái vị chua chua kèm theo nó chua vậy đó. Rồi bây giờ ngày hôm nay chúng ta phải cố gắng làm sao nấu cho thật ngon với đúng món ăn mà cô ấy là lựa chọn. Bạn Chí Thanh, bạn đã chiến thắng ở vòng cuối cùng, đồng nghĩa với việc đầu tiên bạn được quyền ưu tiên là lựa chọn một trong hai món ăn này nhé. Một bên là bánh xèo, một bên là cơm cùng với canh chua. Bạn Thanh, bạn chọn món nào? Em nghĩ em sẽ chọn bánh xèo vì em gốc miền Tây. Còn với cơm và canh chua đã thuộc về bạn nha. Em sẽ nấu món canh chua đùng. Canh chua đùng là cái gì? Canh chua gì mà bắn trúng tim đen vậy? Canh chua bắn súng. Canh chua bắn súng. Ghê thiệt. Em nó có trí tưởng tượng vượt xa khỏi tầm vũ trụ luôn. Canh chua đùng là canh chua súng. Được rồi, để chờ đón xem canh chua đùng của em có ngon miệng không nha. Và bây giờ thì xin mời hai bạn hãy tiếp tục lựa chọn là phần bếp bên trái hay bên phải theo góc nhìn của khán giả. Thanh, em chọn bếp bên nào? Bên trái hay bên phải theo góc nhìn của khán giả? Em thuận tay trái nên em chọn bên phải. Như vậy là ngược lại, bạn thuận tay phải sẽ lựa chọn đứng ở bên trái là bạn Thịnh. Hiểu không? Em chưa. Không hiểu là nên giờ hiểu. Hiểu thì tự hiểu. Từ quý vị chưa ăn nên ra là cái dinh dưỡng nó chưa lên tới não. Và bây giờ xin mời quý vị bước vào vòng thứ hai được mang tên chinh phục khẩu vị ngôi sao. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ sẽ là phần nấu bếp dành cho cả hai bạn trai. Nhưng mà đâu đơn giản mà nấu bình thường. Các bạn có thể thấy được rằng là chúng ta đang chuẩn bị những phần thử thách đầu tiên dành cho cả hai. Với phần bếp ở bên tay phải thì đó chính là sự lựa chọn của người đang thuận tay trái. Đó chính là bạn Chí Thanh. Thì bạn cảm thấy cái thùng cát tông này có bị vướng víu lắm không? Dạ em thấy thì cũng được. Được ha. Trong suốt quá trình nấu ăn, bạn bắt buộc phải đeo cái thùng cát tông này trong người. Nó hơi vướng một chút xíu, nhưng mà nếu như mình tập trung vào món ăn, hãy tưởng tượng đến nhan sắc của bạn Kiều Ngân đi, rồi bạn sẽ nấu được và vượt qua được cái thử thách mà thôi. Còn riêng với bạn Thịnh, đây một cái mô hình rất là dễ thương đáng yêu của một chú hề mà thiếu đi gương mặt, nên bắt buộc bạn phải đưa cái mặt vào bên trong. Xin mời bạn. Đó, trong suốt quá trình nấu ăn nha, tại khu vực gian bếp này bắt buộc mình phải đưa vào cái mặt. Ủa vậy luôn hả? Hơi cực xíu. Nhưng mà quá trình mà em di chuyển để rửa hay là để lấy những nguyên liệu khác á, thì em có quyền di chuyển ra khỏi cái mô hình này. À không phải khiêng theo. À khiêng ở phải khiêng dạ. Theo. Em phải khiêng theo. Không, đừng khiêng theo. Sao? Trời ơi đẹp mát quá. Chị ơi chị nên đừng nói gì nữa. Nhưng mà Ngân à, sẽ có những cái trò chơi nhỏ dành cho em. Ở gian bếp của cả hai bên thì mỗi bên sẽ thử thách để giúp cho các bạn ấy có được những cái gia vị hoặc nguyên liệu hoặc dụng cụ, thì bắt buộc phải vượt qua thử thách bởi Kiều Ngân thì các bạn ấy mới được quyền sử dụng món đó. À là em vượt qua thử thách thì hai bạn mới được nguyên liệu đó. Đó chính xác nha. À, hai bạn nha. Ơi, hai bạn ơi, có muốn nói gì với lại Ngân không? Nếu như mà chị mà không hoàn thành thử thách là hai em là không có cái gì để làm luôn. Tình nghĩa chị em thì chắc có bền lâu. Đó. Nói câu đó. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy bắt đầu với công thức chế biến của mình. Rồi xin mời Kiều Ngân qua phòng khách để mình nhìn ngắm trai đẹp nấu ăn cho mình ăn.
Đó, gặp cái thử thách nào mà cần sử dụng nguyên liệu, vật dụng hay là gia vị nào thì các bạn la lớn lên nha. Em nghĩ là cái ghế đó là một trong những thử thách phải không? Đúng, đúng. Em sẽ không leo lên ngồi đâu. Anh Hoàng ơi. Sao cưng? Em muốn dùng dao. Rồi, ok, em lấy dao mà để có được cái dao mà tôi thấy được một cái mẫu về nhỏ nhỏ rồi đó. Rồi, xin mời bạn Thịnh đọc to lên. Dạ, thử thách dành cho chị Ngân là bạn hãy bỏ vào miệng 3 viên kẹo bông dẻo cùng lúc và hát một bài hát bất kỳ. Bất kỳ, bài hát nào cũng được nha Ngân. Rồi, Ngân. Hát một hai câu thôi hả? Hay là hãy hát hết bài? Em chọn kẹo màu gì? Kẹo bông chứ bộ. Kẹo bông đây nè. À, trời ơi, thì già cả đâu ra, mắt hơi lẫn. Đây, kẹo bông 3 viên thôi. 3 viên thôi đúng không? Nằm đi. Nó nhiều lắm. Trời tới đi em kẹo là, Ủa, là bỏ vô một lần hả hay anh sao? Anh thiệt á, ở một lần một á, 5 viên rồi không xi nha anh sao em mà á. Bỏ vô một lần mà 5 viên được trời. 2, 3. Vậy là hai bên nữa nè, đó, hai bên nữa. Đúng rồi. Trời ơi, thấy chưa, 5 viên mà còn diện tích kìa. Ăn ăn rồi. Trời, nuốt lại, không được nuốt nha, nuốt lại gian nha, rồi hát đi. Anh không nhìn em nữa. Anh không nhìn em, giữ lại bình tĩnh. Xin mời Kiều Ngân, em hãy hát một đoạn giọng cổ đi cho nó ít chữ. Bỏ ra cô, hát trường bỏ chuyện. Ủa em đọc rap hả? Không nghe được chữ gì luôn á. Nó gần quá. Nó gần quá. Bỏ ra cô, trường bỏ chuyện. Cái gì vậy trời? Anh muốn có những hữu chủ hộ. Giỏi. Ông bạn ơi, đừng chờ mong mà mỏi nữa trời. Bởi anh nói là nè lắm nữa. 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 Em hát nguyên âm không luôn á. Xin lỗi em chỉ được có hai câu. Ok thôi, chấp nhận được. Rồi dễ thương rồi, nuốt đi, nuốt đi. Cầm miếng rồi. Ừ nè, anh biết em thích ăn ngọt mà. Ủa bình thường em có hai trang kẹo bông này không? Dạ có, trời ơi nhà em mua nhiều lắm á. Trời ơi em kẹo bông nè, xong rồi cái mấy cái kẹo dẻo gì á. Mấy cái kẹo dẻo mà chua á. Trời ơi đúng gu anh luôn á, hai mình giống nhau. Ngon. Cảm ơn anh. Ok, như vậy là bạn Thịnh đã được quyền sử dụng dao rồi nha. Dạ. Vật liệu tiếp theo. Em chọn cái món nguyên liệu nào vậy? Dạ là mè. Mè chua. Mè chua. Cơm với canh chua mà không có mè mà không vượt qua được thử thách này là coi như banh đồ canh. Đúng. Dạ. Chết chị rồi. Sao? Dạ. Bạn hãy ngậm một nồi chanh trong vòng 10 giây. Một nồi chanh? Một nồi. Em trêu mọi người em, đó. Chị không giúp em. Bạn hãy ngậm một miếng chanh trong vòng 10 giây và kể một câu chuyện có chữ T. Trên đây. Trời ơi anh ơi, mới ăn đồ ngọt mà ngậm miếng chanh vô là tê tái lắm luôn á. Trời ơi, ở xa ngửi mùi hôi chanh này, chanh quý gì, chanh không hạt rồi chứ. Ủa em có quyền trợ giúp là không giúp không? Không, em quyền tháo răng thôi chứ không có làm được quyền gì hết trơn á. Ngậm. Đây. Bà thích nghi. Thích nghi nè. Rồi, cố lên. Đó. Rơi gần hết, tiền thừa cắt rỡ. Chuyện tình tôi than thở thành thơ. Tưởng tình thấm thiết thiên thai. Tự coi điểm tới, thôi tàn tim tôi. À giỏi, à, nghe rõ chữ, được. Em nhanh hết rồi. Không sao, chanh mà, vitamin C. Rồi bạn Thịnh ơi, mình có quyền sử dụng nguyên liệu. Em cảm ơn chị, em mãi yêu chị. Ngon lắm em. Bởi vậy anh nâng thêm thử thách là nguyên một trái chanh chứ không phải là một miếng chanh. Ngon lắm anh. Không làm khó em được. Nó không làm khó em được. Anh Hoàng ơi. Ơi hả? Sai cưng. Em muốn sử dụng trứng. Xong luôn. Bé ơi. Không kịp nghỉ luôn. Hai bạn ơi, chị mới vừa thử thách xong luôn á. Sao giờ có hỗ trợ người ta không, muốn nấu ăn ngon không? Đó. Bạn hãy thổi ba cái bong bóng và làm bể nó trên ghế xoay của chương trình mà không được dùng tay. Dễ. Ok, để chờ đón xem không được dùng tay mà em dùng cái gì ha. Không dùng tay thôi. Rồi xin mời em lên ghế ngồi. Ủa là gì, vừa quay là vẫn thổi được. Đúng rồi. Chừng nào mà cái đùng thứ ba là coi như là anh tha em. 3, 2, 1, bắt đầu. Thổi đi em. Thôi lừa đi em. Thôi lừa đi em. Thổi đi em à. Thổi rồi nổ nha em à. Nổ đùng là đùng nha em. Dừng. Chưa? Dừng. Rồi thổi đi. Dừng. Không, bây giờ dừng cũng vậy thôi. Em cột lâu quá à. Nhanh lên. Dừng. Mẹ ơi, cứu con. Nhanh lên. Không dùng tay. Phải dùng dòng ba. Không dùng tay. Phải dùng dòng ba. Coi là cái đề không dùng tay. Nhưng mà lập mới đưa ra phải dùng dòng ba. Ba bảo tám không bằng ngữ pháp
khắp Việt Nam. Ok rồi. Cái thứ hai. Quay anh quay em về nữa là anh phải đưa em về cho quay. Ráng đi cưng. Ráng đi cưng ơi. Không dùng tay, dùng chân ha. Còn đòi dừng lại nữa. Xoay như vậy đứng còn không nổi. Nấu anh chi là bể bóng. Vô. Ôi trời. Là năng ký. Mời em. Cái cuối. Ráng em. Hậu gì tới mai đâu. Nó còn không lên nữa. Hình như phải quay nhanh thì em mới động lực hay gì ha. Không chơi. Sao sao? Nô đi, nô bằng dòng bà đi. Sao sao, có vẻ anh hơi ná thở vậy? Không, em ổn. Ổn không? Em rất ổn. Ổn mà hơi xanh. Dạ, hi hi. Vô nè. Cổ lên. Hi hi. À, hi hi. À. Xuất sắc. Đàn ông con trai người ta phải vậy đó. Giỏi lắm, mạnh mẽ lắm. Như vậy là Kiều Ngân đã giúp cho người chơi chúng ta có thêm nguyên liệu và dụng cụ rồi. Chúc mừng các bạn. Nè, xin mời Kiều Ngân. Đi, anh kiếm trà đường cho em uống. Ráng nấu ăn ngon ngon nha các bạn. Em thấy phần trình bày của hai món ăn này của hai chàng trai như thế nào? Đầu tiên hồi là thấy rất là thơm rồi đó. Ngửi là thơm nè, dạ. Khứu giác là ok nè. Thị giác thì sao? Trình bày cũng đẹp luôn. Em không ngờ là hai bạn là nam mà trình bày rất là đẹp nha. Hai bạn là trẻ lắm á, mà trình bày trộn dạ. Hơn bàn tay anh nhiều dễ sợ luôn á. Bên đây là bánh xèo, dạ. Bên đây là cơm cùng với canh chua. Anh ơi em... canh chua đùng. À đùng, giờ mới hiểu đùng là có bông súng. Bây giờ thì người đẹp muốn thưởng thức món nào trước? Dạ bánh xèo nha. Dạ, dạ xin mời em. Ủa anh có thưởng thức với em không? Em mời là anh ăn liền. Mời anh. Dạ mọi người làm chứng nha, cô ấy mời mình. Em có biết là chàng trai chúng ta phải tốn khoảng chừng thời gian là 7-7-4-9 tiếng mới có thể nấu được, làm xong. Luyện được đó nè, làm đẹp. Lớp trong lớp ngoài cứ màu vàng thiệt là bắt mắt luôn á. Lớp ngoài không quá cháy khét nha. Ghê thiệt. Vừa chín tới luôn. Bánh xèo này chắc chắn có nước cốt dừa đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi xin phép nha. Đầu tiên Hoàng sẽ thử thưởng thức mà không có nước chấm. Có lớp giòn. Ngon hả? Dẻo ngon, ngon, thơm. Không quá mặn, không quá ngọt, đúng là cái vị luôn á. Có nghĩa là nó lạt lạt giống như cái vị em hay ăn ở nhà. Nó vừa miệng em. Được, dạ đúng. Tuyệt vời. Nếu như mà chấm cái này cho em chấm cao á, 8-9 điểm á. Rồi không giỡn đâu. Bây giờ xin mời Kiều Ngân sẽ dùng một chút nước để mình trả khẩu vị lại về số 0. Trời ơi em ga lăng quá người. Cảm ơn, chưa có ai chăm sóc tận tình tốt với anh vậy luôn Ngân. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức món cơm cùng với canh chua. Ôi một món ăn gia đình quen thuộc. Mỗi nơi sẽ có một phong cách nấu canh chua khác nhau. Thì bạn ăn thử xem nó có đùng không. Anh hấp thử nước đi. Cảm ơn em. Xuất sắc. Mùi thì có mùi canh chua nha, nhưng mà vị thì lại không có vị canh chua. Nhưng mà hình như là cái vị này bạn Thịnh đang cố tình nấu cho đúng cái khẩu vị mà em mong muốn là nó lạc lạc. Em là ăn nhạt, nhưng mà mỗi món ăn nó có phải có cái vị đậm đà riêng của nó. Vậy hả? Em không hiểu là, em nói gì không biết là mọi người có hiểu không nữa. Nhưng không mà em hiểu luôn em. Cá còn tươi lắm nè. Cá mà chấm với mắm, trời ơi đúng bài rồi. Nó không có đủ cái độ chua nè. Rồi bây giờ Kiều Ngân em quyết định đi, món ăn nào món ăn chiến thắng ngày hôm nay, bánh xèo hay là canh chua cùng trời với cơm? Trời khó quá vậy, không nghĩ là hai bạn nam mà thi có thể mà nấu ra được vậy. Nếu mà hai bạn là so với em là so với anh cũng đó vậy. Đó sao vừa luôn. Ủa nếu mà em cho hai đội đâu được huề đâu đúng không, phải dạ, có một người hơn đúng dạ, không dạ. Chắc em sẽ cho bánh xèo hơn. Như vậy bánh xèo là món thắng cuộc. Dạ. À, chúc mừng bạn Chí Thanh. Như vậy là món bánh xèo đã giành chiến thắng ngày hôm nay. Đây, phần thưởng trị giá 5 triệu đồng đã thuộc về người thắng cuộc ngày hôm nay với món bánh xèo. Xin mời Kiều Ngân trao tặng cho bạn Chí Thanh. Chúc mừng em.
Ngân ơi, thêm một phần quà nhỏ nhỏ nữa dành cho bạn Chí Thanh, giúp cho bữa ăn mình thêm đậm đà. Chúc mừng em. Còn đây, một phần quà nữa khuyến khích dành cho bạn Hoàng Thịnh, cũng cảm ơn bạn. Cảm ơn Kiều Ngân rất nhiều. Và cảm giác như thế nào khi mà ngày hôm nay được hai món quà của hai bạn fan ạ? Đầu tiên thì cảm ơn hai em rất là nhiều. Tại vì thật ra chị không phải là chị chơi món của em đâu, món nào cũng ngon hết. Nhưng mà ăn bánh xèo thì chị vẫn cái khẩu vị á thì nó vẫn hợp hơn một chút xíu. Nên chị chọn bạn chứ không phải là chị chơi của em. Dạ, trái tim em vẫn ổn. Một lần nữa thì cảm ơn hai em đã dành tặng hai món ăn cho chị. Chúc con đường hai em chọn sẽ luôn thành công và rực rỡ. Cảm ơn Kiều Ngân rất nhiều và chúc cho bạn luôn luôn xinh đẹp nè, luôn luôn giữ được nụ cười này và có được nhiều vai diễn đắt giá hơn nữa. Cảm ơn anh. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi sẽ được tiếp tục phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.